chấn chỉnh việc ăn mặc phản cảm chụp ảnh tại các hồ sen. Theo thông báo số 118 trên TBUBND của Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, hiện nay, trên địa bàn phường Nhật Tân, có nhiều hộ gia đình tổ chức dịch vụ cho khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh tại các vườn hoa, hồ sen. Tuy nhiên, có một số người đã thực hiện chụp những bức ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, gây dư luận xấu. Đồng thời, lượng khách đến tham quan, chụp ảnh đông dẫn đến việc có lúc chưa bảo đảm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các vườn hoa, hồ sen. Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân đã gửi thông báo tới các chủ vườn hoa, hồ sen yêu cầu chấn chỉnh việc tổ chức chụp ảnh tại đây, nhắc nhở khách hàng tuyệt đối không thực hiện chụp ảnh phản cảm, mặc trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Các chủ vườn hoa, hồ sen cần bố trí nhân sự thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực dành cho khách tham quan, chụp ảnh. Ngoài ra, các cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội, đô thị, môi trường của Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra việc thực hiện thông báo của các chủ vườn hoa, ao sen và tham mưu xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Ủy ban Nhân dân phường cũng đề nghị công an phường giao tổ cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra, giám sát việc chấp hành thông báo này tại các chủ vườn, kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân, ông Nguyễn Xuân Trường khẳng định, trong trường hợp các chủ vườn hoa, ao sen vẫn tiếp tục để khách chụp ảnh phản cảm, thì phường sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Có thể nói, đây là thông báo kịp thời, đáng hoan nghênh của Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân trước tình trạng chụp ảnh phản cảm tại các hồ sen gây bức xúc dư luận thời gian qua. Mỗi mùa sen nở, bên cạnh những bức ảnh đẹp nhận được sự trầm trồ của dân cư mạng, có không ít bức ảnh khiến dư luận dậy sóng vì sự khoe thân lố lăng, cạch cỡm. Vô số hình ảnh các thiếu nữ thả rông mặc áo yếm chụp với hoa sen xuất hiện phải nhận gạch đá. Tuy nhiên, càng chị chỉ trích, trào lưu cởi đồ chụp ảnh với hoa sen càng nở rộ. Thậm chí, nhiều cô gái ngày càng hở bạo hơn, sẵn sàng phô trọn mông, ngực trước ống kính ở chốn đông người. Không thua kém chị em, nhiều nam giới cũng kéo nhau ra hồ sen chụp, người trần như nhộng, người mặc váy yếm, lả lơi, nhìn rất hãi hùng. Cuối tháng 5 vừa qua, nhóm thanh niên tạo dáng ở hồ sen tại Bắc Giang, được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội bị dư luận chỉ trích dữ dội. Mới đây nhất, loạt ảnh của cô gái khỏa thân chụp ảnh ở hồ sen Hà Nội cũng gây bão mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến chỉ trích. Hình ảnh cô gái không mảnh vải che thân, tạo dáng đủ tư thế dưới hồ sen bị cho rằng phản cảm, thô tục. Trước sự việc này, nhà văn Trần Thị Trường đã cảm thán, thi thoảng nhìn thấy những hình ảnh ăn mặc phản cảm chỗ đông người, khỏa thân dưới hồ sen, nơi nhiều người đến thưởng lãm vẻ đẹp của sen khi mùa về. Tôi nghĩ, những bạn đó hoặc là điên rồ, hoặc là tâm hồn quá nghèo nàn. Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng cũng lên tiếng phản đối với việc nhiều đầm sen của Hà Nội không kiểm soát được việc chụp ảnh. Từ lâu, tôi vẫn phản đối việc nhiều đầm sen của Hà Nội không kiểm soát được việc chụp ảnh. Có những thời điểm người đến chụp đông cứng, chen chúc nhau để có được bức ảnh tạo ra cảnh lộn xộn, mất mỹ quan, tiến sĩ Thế Hùng nói. Nguyễn Hằng, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.